Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của thầy lớp lớp Maths, tức là tình yêu toán học. Các bạn đam mê toán học thì hôm nay muốn trao đổi các bạn là vấn đề cái bài toán thực tiễn, cái năng lực thực tiễn. Thì dẫu gì thì học toán học học môn nào cũng vậy, là phải ứng dụng vào thực tiễn, đặc biệt là môn toán là có nhiều chỗ để áp dụng thực tiễn. Chẳng hạn toán học trong xây dựng, toán học trong giao thông, toán học trong bảo vệ sức khỏe, rồi toán học trong nuôi trồng thủy sản đấy, hoặc là toán học để xây dựng các cái công trình, các cái kiến trúc. Mà không chỉ đến lớp cao như ở đại học để tiến trì trạc trì mới áp dụng toán thực tiễn, mà chúng ta có thể áp dụng ở ngay những cái lớp, thậm chí ở tiểu học, các lớp trung học cơ sở đấy, các lớp lớp 9 chẳng hạn, các em có thể sử dụng toán học vào cái mảng toán học quy hoạch tuyến tính, hoặc là toán học để xây dựng, hoặc là làm cái hồ áo, làm bờ rào chí đó. Nói chung tất cả những kiến thức khinh học lớp 9 thôi, chỉ cần những cái bất đẳng thức cố si hoặc bố nha, hoặc là một số cái bất đẳng thức, rồi một số cái hệ thức khinh học, thì bạn có thể là giải bài toán rất hay về thực tiễn đấy. Cho nên là cái việc học toán là rất quan trọng các bạn nhé. Học toán này ứng dụng toán thực tiễn quan trọng. Và thầy thấy là một số cái đề thi ở các cái tỉnh học sinh giỏi lớp 9 thì rất hay đấy. Nên có một số tỉnh vẫn chưa làm được điều đó, có một số tỉnh họ đi tắt đón đầu, họ làm được các cái đề thi, chẳng hạn như tháng điểm 20 điểm chẳng hạn, thì có một điểm rưỡi khá điểm về toán thực tiễn, thì rõ ràng là học sinh không chỉ là học được toán nội bộ toán học, mà biết cách vận dụng toán vào cuộc sống, đặc biệt là những cái bạn có năng lực học sinh giỏi đấy các bạn nhé, là cái đó rất quan trọng đấy. Những tỉnh nào mà chưa có cái đề thi học sinh giỏi toán lớp 9 mà có cái câu ứng dụng thực tiễn, thì chúng ta có thể đưa vào từ đó, có thể đưa vào cái, thì rõ ràng nó sẽ phát triển học sinh, cái đề nó phong phú. Ngoài việc kiểm tra năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo ra, thì còn có năng lực thực tiễn nữa, là cái rất quan trọng. Và ở lớp 9 thì có rất nhiều bài toán lớp 9 ứng dụng kiến thức về hệ thức lượng, cái bất đẳng thức cố si, rồi là áp dụng bất đẳng thức về khoảng cách, rồi sử dụng tính chất đối xứng hình để giải, thì rất chi là hay, tuyệt vời. Và nó sẽ là kiểm tra cho học sinh nhiều điều rất bổ ích các bạn á, kiểm tra được nhiều năng lực khinh học, năng lực đại số, năng lực chuyển bài toán về bài toán giải bài toán thực tiễn, chuyển về bài toán hình học. Thì đứng trước một bài toán thực tiễn thì các bạn có thể là thông qua dùng các cái ký hiệu toán học để chuyển nó sang cái bài toán toán học, rồi ta dùng những kiến thức toán học để giải bài toán toán học đó, sau đó là trả lời cho câu hỏi thực tiễn. Và như vậy là toán học sẽ gắn liền cuộc sống, ta học và hành là kết hợp với nhau một cách rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đó là những cái điều mà thầy muốn chia sẻ với các bạn này. Thì trong cái thời gian hạn chế, thầy muốn nói rằng trong cái đề thi học sinh giỏi lớp 9 nên có một câu về toán thực tiễn. Các tỉnh, một số tỉnh, nhiều tỉnh họ làm được điều đó, thì rõ ràng những tỉnh nào chưa có cái câu học sinh giỏi về toán thực tiễn thì chúng ta nên đưa vào. Và điều đó là rất tuyệt vời, đó là nơi kiểm tra học sinh, kiểm tra năng lực thực tiễn, năng lực toán học của học sinh rất chi là tuyệt vời các bạn nhé. Đương nhiên cái câu bất đẳng thức giả đi lớn nhất nhỏ nhất, thì đương nhiên cái câu nữa thì toàn lớp 9 và học sinh giỏi quốc gia thì bắt buộc phải có rồi, bởi vì đó là một cái nơi kiểm tra học sinh giỏi rất tốt, hệ phương trình các bạn nhé. Cuối cùng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn dịp gần nhất. Các bạn tập thể dục đang ứng dụng để tập cho cái khỏe người ấy. Nhưng có một số bạn tập thì càng tập càng không khỏe người, mà tập phải tập lúc nào và thời gian bao nhiêu dựa vào thể trạng của mình đấy, thì như thế nào cho khỏe người các bạn nhé. Cũng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào dịp khác nhé. Chào các bạn nhé, like, share, subscribe.